bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I sat quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had the choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, I stood up. Tuy nhiên là biến hóa khôn lường á. Bữa trước á là một cô áo dài bé bỏng yếu ớt, bữa nay á là rõ ràng một chiến binh dũng mãnh rồi đó. Một bài mở màn rất là tuyệt. Bạn đã vừa mang đến cho chúng ta một phần mở màn thật là sôi động. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Uyên Nhi á, giống y như là Bác Tư Lụi á, tả về Uyên Nhi á, Uyên Nhi là biến hóa khôn lường á. Bữa trước á, là một cô áo dài bé bỏng yếu ớt, bữa nay á, là rõ ràng là một chiến binh dũng mãnh rồi đó. Nói chung là hát hay nè, nhảy đẹp nè, và con có một người thầy á rất là hiểu con, biết được những cái thế mạnh của con. Dạ, chú Cây ô chỉ con phát âm tiếng Anh, còn cất tiếng hát á, mới lần đầu tiên á, là chú Cây ô đã chỉnh con ngay. Con rất là cảm ơn chú Cây ô. Xin mời giám khảo Mỹ Linh. Hôm nay được đóng vai cô Katy Perry này, thích không con? Dạ. Được để tóc dài này, dạ. Được mặc đẹp này. Dạ, nhưng mà cái tóc nó hơi bị nặng một chút. Nó nặng đúng không? Lúc hát là là khăn cái tiếng ra để cho nó giống. Thành ra là cô ngồi ở đây là cô biết là con để ý mỗi một cái bài á, ví dụ như tuần trước nếu mà bắt chước cô Mỹ Linh là nó lại rất là nhẹ nhàng và lại hóa thân theo kiểu khác. Hôm nay lại biến hóa khôn lường lại thành một kiểu khác. Mặc dù hôm nay thì bài này vừa hát vừa nhảy thì cô cảm thấy con hơi mệt một tí xíu. Tí tí thôi. Nhưng mà vẫn là một bài mở màn rất là tuyệt. Vì là con một ý á, là có nghĩa là con không lẽ lúc tập con lắc ít lắm, nhưng mà lên sân khấu con sung quá, con lắc mạnh cho nên con hơi bị mệt mệt. Lắc lại cho cô xem cái nào. Mắt lắc gượng gượng. You're gonna hear me roar. Giờ xin mời giám khảo Hoài Linh. Và phần thi của con rất là thuyết phục mọi người. Cái này là một cái sân chơi
con cứ thoải mái, con cứ thả lỏng tinh thần mình ra, không có gì căng thẳng hết. Khán giả lúc nào cũng ủng hộ con, ban giám khảo lúc nào cũng thương con, cũng như thương tất cả các thí sinh. Đang cố gắng nha con. Dạ. Rồi, cảm ơn con nhiều. Xin cảm ơn ban giám khảo. Xin chúc mừng cho bé Uyên Nhi và Carol George đã hoàn thành phần thi của mình.